Thử thách 90 ngày học từ vựng và ngữ pháp từ mất gốc. Done. Cũng mừng vì sau thử thách này có rất nhiều bạn học khá tiếng Anh hơn, không còn sợ tiếng Anh nữa và cũng có một chút kết quả. Đây là tổng hợp file từ vựng học từ mất gốc. Mỗi ngày học 5 từ và 10 câu đã được chuẩn bị sẵn. Còn những